Hello, xin mến chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cái cách làm sao để mọi người có thể tạo được một cái kênh YouTube cho riêng cá nhân mình, để mình có thể là mình tạo ra những cái video của cá nhân mình đăng lên trên đây để mình chia sẻ với bạn bè hoặc người thân, hoặc là những cái video cá nhân của mình ha. Và như mọi người cũng biết á, thì hầu như từ trước đến giờ khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta đều phải sử dụng một chiếc máy tính để chúng ta làm việc. Nhưng mà khi mà chúng ta làm việc với máy tính như vậy á, thì nó khá là phức tạp và bất tiện nếu như chúng ta đang ở bên ngoài. Và như mọi người cũng biết là ngày nay cái nhu cầu sử dụng thiết bị di động của chúng ta khá là nhiều, và chúng ta cũng sử dụng thiết bị di động để giải trí rất là nhiều ha. Ok, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách làm sao để mọi người có thể làm việc hoàn toàn trên các thiết bị di động, ví dụ như là iPhone hoặc là những thiết bị sử dụng hệ điều hành Android đều được hết ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách làm sao để mọi người có thể tạo ra cho mình được một cái kênh YouTube cá nhân và bằng chính chiếc điện thoại của mình. Thì hiện tại bây giờ trên tay của mình, mọi người cũng thấy đó, mình đang có một chiếc điện thoại iPhone 5, thì đời nó cũng khá cũ rồi. Sở dĩ á, mình tạo ra mình sử dụng cái điện thoại này bởi vì mình muốn cho mọi người biết, mặc dù nó là một cái thiết bị khá cũ, nhưng nếu có kết nối internet thì mọi người đều có thể làm được hết, chứ không nhất thiết phải dùng những cái điện thoại cao cấp hay là gì ghê gớm lắm ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Đây là cái điện thoại của mình. Thì đầu tiên á, đây là chiếc iPhone thì sử dụng hệ điều hành iOS. Đầu tiên á, để làm được việc này thì mọi người chịu khó vào cái App Store của Apple. Mọi người download dùng cho mình cái ứng dụng này nhé, cái ứng dụng YouTube này. Đó, cái ứng dụng này khá quen thuộc. Mình nghĩ là chắc là ai cũng biết cái ứng dụng này rồi ha. Đây là cái ứng dụng khá quen thuộc. Đây, khá là quen thuộc nha. Đấy, cái ứng dụng nó có cái giao diện như này, nó có cái biểu tượng như này, YouTube ha. Đây, bây giờ mình sẽ lên nét cho mọi người xem. Đây, cái ứng dụng có tên là YouTube như này, thì mọi người nếu như chưa cài thì mọi người hãy vào App Store download cái app này về nha. Rồi, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mọi người cần chuẩn bị cho mình một cái email. Một cái email thì mọi người nhớ là cái email bằng email của Google nha, hay mình gọi là Gmail đó. Thì chúng ta bắt buộc phải dùng Gmail thì với chúng ta mới sử dụng được YouTube nha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì sau khi mọi người đã download được cái app YouTube này về rồi á, thì mọi người sẽ mở cái app YouTube lên. Đây, mở app YouTube lên. Đó. Thì sau khi mà đã mở app lên á, thì mọi người nếu như mọi người chưa có đăng nhập cái tài khoản vào đây thì mọi người nhớ đăng nhập vào ở chỗ này này. Đó, thì mình đã đăng nhập vào rồi. Thì đăng nhập cái này á, chẳng hạn như giờ mình thoát ra đi ha. Đâu à? Setting, mình thoát cái account này ra để mình đăng nhập vào lại cho mọi người xem nhé. Chỗ này YouTube My Account Setting Swiss Account. Đây, mình sẽ thoát cái account ra. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập lại cho mọi người xem này. Khi mọi người tải cái app YouTube về thì mọi người hãy nhớ bấm vào đây. Rồi, chúng ta sẽ ấn sign in để chúng ta log in cái account vào. Đó, thì mình sẽ nhập cái account vào, thì đây cái account của mình đây. Thì mình đã đăng nhập vào lúc nãy rồi và nó nhớ rồi nên mình không có nhập vào nữa. Rồi, chúng ta tắt rồi đi. À, đây. Mình đăng nhập lại này, đăng nhập nhé. Rồi, đăng nhập vào. Đó, thì mình đã đăng nhập vào này. Thì sau khi mà đăng nhập vào rồi á, thì mọi người hãy bấm cho mình vào cái chỗ cái biểu tượng cái tài khoản của mình ở đây này. Nha, bấm vào cái biểu tượng của cái account của mình, thì mình bấm vào đây này. Đó, bấm vào cái tài khoản đây.
Sau đó mọi người chọn dùng cho mình cái mục là My Channel nha. Nếu như mọi người đang sử dụng tiếng Anh á, thì mọi người chọn cái mục là My Channel, hoặc là mọi người chọn vào cái biểu tượng đó, mọi người nhìn thấy trên cái điện thoại của mình. Đó, mọi người chọn cái biểu tượng giống như vậy ha. Hoặc là tiếng Việt hình như mình nhớ không lầm là kênh của tôi thì phải. Đó. Rồi chọn My Channel nha. Đây, chọn My Channel như thế này. Thì nếu mà lần đầu tiên chúng ta cái email mới chúng ta đăng nhập vào, chúng ta chưa có kênh, thì nó sẽ hiện ra cái phần như thế này. Và nó sẽ yêu cầu chúng ta là tạo một cái kênh mới. Đó. Tạo một kênh mới thì chúng ta sẽ đặt tên cho kênh này. Chúng ta sẽ đặt tên cho kênh này nha. Thì mọi người muốn đặt tên kênh này như thế nào cũng được, mọi người có thể đặt tên kênh của mọi người nha. Hoặc là bất cứ cái tên gì mọi người thích. Thì chẳng hạn mình đặt tên như sau nè, bây giờ mình lấy ra ngoài mình gõ tên vô cho nó dễ nha. Ok. Mình sẽ đặt tên cho cái kênh của mình là như thế này. Đây mọi người nhìn này. Mình sẽ đặt tên là sức khỏe và cuộc sống ha, cái tên của mình sẽ là sức khỏe và cuộc sống. Đó. Thì mình muốn đặt tên gì cũng được nha. Rồi, ok, sau khi mình đặt xong á, mình sẽ sau khi mình đặt xong á, mình sẽ bấm vào cái nút là create channel. Đây này, create channel nha. Hơi màu mọi người chờ xíu nào. Đây, create channel. Thì nếu như điện thoại mọi người mà đang sử dụng ở tiếng Việt thì nó hình như là chữ tạo kênh như vậy. Rồi, mình bấm vào đây nha, create channel. Bấm vào cái nút này, mọi người cứ nhớ bấm cái nút này là được rồi. Đó, thì nó sẽ tạo cho mình một cái kênh như thế này. Đó, mọi người thấy chưa? Thì đây là một cái kênh mới tinh, hoàn toàn mới. Chúng ta chưa làm gì hết. Đấy. Là chưa làm gì hết. Đây là một cái kênh mới tinh. Nó sẽ có giao diện như thế này. Rồi. Chúng ta sẽ đi vào cái phần cài đặt đây này. Đó. Mọi người có thể chỉnh sửa lại những thứ mà lúc nãy chúng ta làm chưa có ok thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại nha. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Là chúng ta đã tạo được một cái kênh YouTube riêng của chúng ta ở trên điện thoại rồi. Đây thì chúng ta có thể đổi cái hình. Ở đây chẳng hạn mình đổi hình đây đi. Mình không có cái hình này nữa, mình có thể bấm vào đây để mình đổi cái hình khác nha. Ta bấm vào cái hình này của chúng ta này. Đây, chào mình. Rồi. Nó sẽ lên được cái chỗ này này. Thì chúng ta có thể chọn hình thì mình chọn là chu đi để mình upload cái hình lên. Ok này. Ấn ok nha. Rồi mình sẽ lấy cái hình trong máy mình lên, chẳng hạn như mình có cái tấm hình này chẳng hạn này. Đó. Rồi, nó sẽ kêu là mình lấy cái phần hình của mình ấy. Đó, nó sẽ có cái khung như thế này. Đó, nó kêu mình chọn cái hình. Thì ví dụ mình lấy cái hình nè. Còn đây đi ha. Rồi, ok, sau khi mình lấy được cái như đây mình chọn là view view photo. Thì nó sẽ đổi cái hình lên cho mình thôi. Đó, nó sẽ có cái hình này. Rồi, tiếp theo á, mọi người hãy chuẩn bị một, chúng ta sẽ đổi cái hình đây luôn. Đổi một cái hình đây nha. Đây. Thì nó cũng kêu chúng ta là chọn một cái hình. Đây. Chọn một cái hình. Thì hiện tại bây giờ đây mình chưa có hình thì mình sẽ thay cái hình này sau và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo cái hình này như thế nào. Rồi chúng ta sẽ thay đổi một số cài đặt đây, chẳng hạn ví dụ như đây nó kêu chúng ta là giữ tất cả những cái video của chúng ta, những cái phim của chúng ta đó ở chế độ riêng tư này. Đó, hoặc là giữ tất cả những cái người đăng ký chúng ta ở trạng thái riêng tư. Đó, giữ playlist ở trạng thái riêng tư. Thì những cái này tùy chúng ta thôi. Ok, thì cái video này mình chỉ muốn chia sẻ mọi người cái cách là tạo cái kênh YouTube ở trên chiếc điện thoại chúng ta như thế nào. Thì mình sẽ cái video sau mình sẽ chia sẻ mọi người cách xây dựng cái kênh sao cho nó đẹp và nó chuẩn của YouTube ha, để chúng ta sử dụng. Ok, thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video chia sẻ tiếp theo nhé.